trong video này, kênh Tin Học sẽ hướng dẫn các bạn một mẹo vặt, đó là cách tìm kiếm bằng giọng nói trên trình duyệt Google Chrome. Thì yêu cầu các bạn cần phải có một micro và cài đặt sẵn phần mềm Google Chrome trên máy tính. Bây giờ chúng ta sẽ mở phần mềm Google Chrome đây, và các bạn truy cập vào trong google.com. Nếu lúc này trên Google của các bạn đang là tiếng Anh thì các bạn nên chuyển sang tiếng Việt bằng cách các bạn bấm vào mục setting ở phía dưới và các bạn chọn là search setting. Các bạn bấm vào language và chọn sang ngôn ngữ là tiếng Việt, sau đó các bạn bấm vào nút save và ok. Lúc này ở trên khung tìm kiếm của Google, các bạn để ý sẽ có một cái biểu tượng hình cái micro và có dòng chữ là tìm kiếm bằng giọng nói. Các bạn bấm vào đây, và khi bấm vào thì Google sẽ yêu cầu chúng ta là nói để tìm cái từ tìm kiếm. Bây giờ mình sẽ thử tìm kiếm bằng giọng nói. Số 87 Nguyễn Phúc Chu. Rất chính xác không các bạn? Mình thử lại một lần nữa. Dịch vụ Tin Học Sóc Nâu. Quả là chính xác. Hy vọng với cách này thì giúp các bạn đỡ vất vả hơn trong việc tìm kiếm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.